Tử vi tuổi Kỷ Sửu 1949, tháng 8 âm lịch. Hoan hỉ chào đón quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích trên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, bước sang tháng 8, mọi người đều tò mò muốn tìm hiểu vận trình số mệnh của mình trong tháng 8 sẽ như thế nào, đặc biệt là khi cuộc sống chúng ta đang gặp phải dịch Covid như ngày nay. Bên cạnh đó, những người tuổi Quý Sửu chắc chắn sẽ rất tò mò. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị những gia chủ tuổi Quý Sửu vận trình trong tháng 8 âm lịch có được may mắn và thuận lợi hay không. Vừa thoát khỏi hạn thái tuế, bước sang tháng 8, gia chủ Kỷ Sửu cực kỳ may mắn, làm gì cũng thành công, thuận lợi, gia đạo hưng vượng, bình an trong tháng 8 âm lịch. Quý gia chủ là một trong số những con giáp được mọi người kính nể, khen tị vì những thành công của mình. Vốn dĩ là người thông minh, đôn hậu, có tấm lòng bác ái, cuộc sống những tháng trước đây gặp không ít trở ngại và sóng gió trong cuộc đời. Tuy vất vả là thế, nhưng tiền tài thu được chẳng có là bao. Hơn nữa lại còn bao chuyện thị phi, tai tiếng bủa vây. Nhưng mọi người hãy quên đi những điều đó. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý vị có thể có một cuộc sống hết sức viên mãn, thành công. Cũng nhờ những nỗ lực trước đây mà bây giờ quý vị có thể hưởng thụ trái ngọt trong cuộc đời. Không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, chúng tôi sẽ chia sẻ với mọi người phân tích cụ thể vận trình tuổi Kỷ Sửu ngay trong video sau. Xin mời mọi người hãy cùng theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 8 âm lịch năm 2021. Gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu thường gọi là tuổi Châu, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ, lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn, vì thế suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán, nhân nại và nhất là thể hiện tính khuôn mẫu, mực thước. Ưu điểm lớn nhất của người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 là tinh thần trách nhiệm với công việc cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Tuy vậy, họ lại khá bảo thủ và truyền thống, quá cứng nhắc, không khéo léo xử lý, lại dễ nổi nóng nên mọi chuyện rơi vào thế không thể phản hồi. Về tình cảm, người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhưng nếu gặp được người phù hợp, họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú. Người tuổi này cũng không biết cách thể hiện bản thân, làm màu trong mắt người khác, nên nhiều khi bỏ lỡ cơ hội đến với mình. Phụ nữ dễ tin người, thích nghe lời đường mật từ người khác mà làm theo nên khó tránh khỏi thất bại thời trẻ. Vận mệnh gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 cũng có lúc mở mặt với đời. Nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời tiền trung vận. Tuổi già được nhiều phước đức, con cái nên danh. Tháng này, tuổi Sửu gặp cục diện bán tam hợp nên đương số vẫn được cát tinh bảo vệ, được bình an, cát tường, hưởng thụ cuộc sống. Do đó, trong đại đa số hoàn cảnh, dù gặp vấn đề khó khăn, rắc rối, chỉ cần giữ trạng thái tâm lý tích cực, bình tĩnh thì bản mệnh vẫn có thể từ từ giải quyết. Người tuổi này nên để tâm lắng nghe ý kiến của con cháu trong nhà, không nên tự mình quyết định làm mọi việc. Nếu không, có thể vướng vào những sự cố không đáng có. Kỷ âm thổ gặp đinh âm hỏa nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, gia chủ Kỷ Sửu cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông, đổ biển. Gia chủ cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình mình. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 8 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Theo kênh Phong thủy Gia Cát, bản mệnh có tính cách cứng cỏi, quyết tâm nên đa phần vẫn có thể tự giải quyết những vấn đề của riêng mình.
Nhờ có cách đối nhân xử thế phù hợp, bản mệnh tránh được những mâu thuẫn không đáng có, duy trì được trạng thái tinh thần lạc quan, tích cực. Tuy nhiên, trong một số việc quan trọng, bản mệnh nên trao đổi với con cháu trong nhà nhiều hơn, chớ nên tự làm theo ý mình, nếu không sẽ vướng vào rắc rối. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xét về tử vi, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu, người sinh năm 1949 vẫn sẽ có một khoản thu nhập nhất định. Một số người có nhà đất hoặc đầu tư có thể thu được một khoản lời lãi kha khá để tiết kiệm, duy trì cuộc sống dư giả. Song bản mệnh không nên quá chú tâm vào vấn đề làm giàu. Thời điểm này là thời điểm nên nghỉ ngơi, quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Năm Tân Sửu, người sinh năm 1949 đã bước qua độ tuổi thất thập cổ lai hy, nên đa số không phải lo lắng quá nhiều đến công việc trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Điều bản mệnh cần làm bây giờ là buông bỏ những gánh nặng, để con cháu tự lo phần việc của con cháu, chứ không nên quan tâm hoặc chỉ huy quá nhiều. Vì bản mệnh đã là người có tuổi nên sức khỏe đôi khi sẽ xuất hiện một vài vấn đề bất ổn nhất định, ví dụ như nhức mỏi xương khớp, chức năng gan, thận suy giảm, hệ hô hấp hay bài tiết gặp vấn đề. Gia chủ nên có thái độ lạc quan khi phải đối diện với những vấn đề ấy, đồng thời chú ý rèn luyện sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tránh vận động quá sức khiến cơ thể mệt mỏi. Thời gian này là tiết lập hạ, thời điểm cơ thể sẽ bị ảnh hưởng bởi cả nội tiết bên trong lẫn ngoại nhiệt nóng bên ngoài môi trường. Đó là lý do bản mệnh rất dễ ốm đau, nhất là ở độ tuổi này sức đề kháng đã kém hơn. Lúc này rất dễ mất ngủ vì trong lòng bất an, tâm tính nóng nảy. Càng hay mất ngủ, càng yếu và mệt hơn, do đó nên điều chỉnh lại giờ đi ngủ sớm hơn thường ngày. Nhiều người thậm chí có những hôm bị sốt nhẹ, cơ thể lúc nóng, lúc lạnh, phải đắp chăn giữa đêm hè, rất khó chịu. Sáng dậy thường mệt mỏi vì hay bị đau đầu, nên ưu tiên ăn đồ mát, làm dịu cơ thể, hạn chế ăn những loại hoa quả gây nóng, có chứa nhiều đường như mít, sầu riêng, vải. Nếu muốn ăn thì nên ăn một lượng nhỏ. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo là bảo vật của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn vật hanh thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ sức khỏe khi về già, rất tốt cho gia chủ Kỷ Sửu, sinh năm 1949. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ Kỷ Sửu, sinh năm 1949. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Người sinh năm Kỷ Sửu 1949 giữ quan hệ khá tốt với mọi người xung quanh. Với hàng xóm láng giềng, bản mệnh thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, nên khi có rắc rối xảy ra cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Với con cháu trong nhà, bản mệnh là người bề trên mẫu mực, thường xuyên nhận được sự thăm hỏi của mọi người. Một số người vẫn được con cháu tin tưởng để đưa ra những quyết định quan trọng trong gia đình. Vì có nhân duyên tốt, một số người đang sống một mình có thể nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người khác giới. Bản mệnh có thể cho đôi bên một cơ hội để tìm hiểu về nhau, thăm hỏi lẫn nhau, giúp tinh thần thoải mái, tươi trẻ hơn. Quý vị thân mến, trong chúng ta đã tìm hiểu về tử vi của tuổi Kỷ Sửu tháng 8 âm lịch qua phần đầu của chương trình. Quý vị hãy áp dụng những lời khuyên của thầy Gia Cát ứng dụng vào cuộc sống để gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 8 âm lịch để gia chủ tuổi Kỷ Sửu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm sơn hạ hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung mão, hình Dậu, hại tuất, phá tý, tuyệt sân. Đối với người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Ngày âm lịch mùng 2 tháng 8, tức ngày mùng 8 tháng 9 dương lịch, nạp giáp kỷ mùi, nạp âm, thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch 14 tháng 8, tức ngày 20 tháng 9 dương lịch, nạp giáp tân mùi, nạp âm, lộ bằng thổ.
ngày âm lịch 26 tháng 8, tức ngày mùng 2 tháng 10 dương lịch, nạp sát, quý mùi, nạp âm, dương liễu mộc. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949. Trong những ngày này, mệnh chủ cần chú ý hết sức, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949, tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 7 tháng 8, tức ngày 13 tháng 9 dương lịch, nạp sát, Giáp Tý, nạp âm, hải trung kim. Ngày âm lịch 19 tháng 8, tức ngày 25 tháng 9 dương lịch, nạp sát, Bính Tý, nạp âm, giản hạ thủy. Đây là 2 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, gia chủ Kỷ Sửu phạm Thái Tuế. Người xưa có câu, Thái Tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hư họa, ý chỉ Thái Tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi Thái Tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Khuyên gia chủ cần phải sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài Thái Tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi chi tiết của tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có được những kiến thức hữu ích, tránh hung hóa cát, gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống diễn ra xung quanh chúng ta đôi khi có những khó khăn để thử thách. Vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên, vượt qua mọi khó khăn ấy, hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành cùng chương trình trong suốt một thời gian vừa qua. Và đặc biệt, mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.